Bây giờ mình sẽ đi về quê mọi người ạ. Đi về quê ăn cưới. Và tiện thể lần này mình sẽ ở lại một hôm để mình đi chơi nha. Đây cái túi đồ của mình đây. Đấy, rất là to. Và một cái túi này nữa. Đấy, tất cả hành lý của mình. Và một cái túi đen đựng quần áo mang về cho bố mẹ mình và anh trai mình ở dưới quê. Bây giờ xe Grab đang qua đón mình rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra luôn nhá. Xe khách, đi xe Hải Hạnh. Em quá là nhiều xe về mà nó chạy qua thành phố. Nhưng mà có mấy xe là vì đứng thẳng nhà ấy, nó trở về đến tận nhà luôn. Chứ mấy xe kia nó tầm về thành phố thôi. Thế là cô cầm túi này ạ. Còn cái túi này sau. Chúng ta gửi xe. Xe thắng xanh đến tận cư. Ngoài đây người ta làm lại đường ạ. Ồ, chỗ này người ta làm lại đẹp nhỉ. Xe thắng xanh tận 6, chuyến 6 giờ người ta mới đi. Không giờ mới chạy à. À, xe đây chạy sớm hơn. Không giờ từ Hà Nội chạy à? Ờ. Đúng. Nó phải ra 10 9 giờ. 10 giờ. Giờ hơn. Nó loanh quanh phải mất 10 giờ. Xe Hải Hạnh lúc nào cũng đi sớm hơn. Chả chả. Ô kéo. Đi xe Hải Hạnh này. Đó đi vừa đi về đi xe Hải Hạnh. Vâng. Vâng, chào bác. Chụp ảnh. Đi chụp ảnh. Tới giờ về đó. Về đi 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 đi. À, công ty làm chi cháu? Dạ cháu đang vâng đi làm công ty. Yeah, đã về đến nhà. Hốp bạc. Hốp bạc. Hốp bạc. Ôi dồi. Hà Nội hốp bạc. Cô để cái đấy xuống hộp quá. Quay. Đang đi gặp bác Thiện. Bác Thiện. Thì tự nhiên đang quên đi trên đường. À, gớm cái gì trời, núi gì đấy. Chăn gì mà mẹ may à? Mẹ may chăn nữa hay người ta đi sửa? Ôi trời. Hả? Đây à? Quần áo dân tộc may à? May bao nhiêu cái đây? Kinh nhỉ? May nhiêu? Đây, trưởng dự bị dân tộc đây. Mặc áo đây. Quay cái đi này, quay áo đi đẹp này. Đây này. Quay áo. Đâu, mặc lên xem nào. Khoác lên xem đẹp hay không. Ừ. Sang này khiên áo nó đẹp. Mặc áo đi không đẹp. Viền đây mới nổi bật nè, đẹp nè. Đây là áo trai gái. Trai. Không áo con gái à? Không. Gái mà. Không may con gái à? Gái là nhà. Chứ con gái mặc đồng phục gì? Đồng phục cũng váy hay nữa. Nhưng mà gái còn mang nhà đi. Trai giống nhau. Hút thuốc lào. Đây quần áo đây, bóc ra nào. Bóc ra đi. Thành đâu rồi? Đi unboxing không? Unboxing túi đồ quần áo không? Mặc Thành không mặc
em mua không mặc được gì đấy, nó có hàng tiếng à. Thôi cứ đi ăn thôi. Áo đi dẹp này, không tiếng đi. Đẹp này, bố mặc cái đẹp này chị ấy nhở? Đẹp nhở? Đi không quy được à? Sư mấy hôm nay mẹ vào thức muộn mình để mai à? Ngày xưa nhở, mẹ vào thức muộn. Sao rồi? 3 giờ sáng. Mình cứ mẹ thức may thì được con học bài đến tối muộn. Sao lúc bữa anh ngủ đi? À, mẹ hôm nay ngủ sớm đi. Hôm nay mẹ biết được ngủ bữa sớm. À, quân ngủ sai xưa rồi mẹ biết đi ngủ. Quân ngủ chưa? Quân mặc ngủ chưa? Mẹ lúc đó mẹ quên đi ngủ rồi mẹ đi ăn à, ngày mai là chụp cây có lâu chụp cây mà lâu biết ngày mà chăm đi mà cũng may được á. Ờ, chạy lại được chỉ thôi. May từng hàng hàng đi là xong. Nhưng có lông không? Có bông à? Bông nhẹ lắm bông. Ý là vải có bông rồi. Chăm có bông. Gà lướt một lớp bông lên. Đây này. Không. Ý may lại được chỉ bị bật thôi. Chứ phải là à, đây ý là người ta mang đến là chạy chiều cái hàng đi này. Mình lấy cái tướng là ướp trận cơ mà trận mình được miệng mà mấy trăm ai trận thì trả cái đó. Mọi người ơi, tôi tỉnh dậy lúc 4 giờ rưỡi. Thế nhưng mà ai đổ bể hết kế hoạch đi bộ buổi sáng của tôi rồi. Mưa to lắm. Thôi thầy dễ tôi đi ngủ trước rồi mọi người. Nhà bên cạnh là cắt tóc gội đầu đấy. Nhà gì đấy. Trời ơi là trời. Tôi lại đóng cửa đi. Đâu? Hoa giấy đây đẹp á. Tối nó chả thấy gì. Thôi đi vào. Ăn em mà về. Ăn đi. Chứ em mày chỉ đứng đợi thôi. Ăn đi. Ăn là được. Cho chịu ăn nữa. Cho cháu hai cái thường một cái trứng nhá. Cô cắp ra đi cho quay cái. Nhìn giòn lắm. Mấy nàng cứu mà chính để gọn vô đi luôn. Cháu với cháu bắt rồi cho cô đi. Cô nào đây? 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 Cô Thank you.
thấy chưa? Ngon là chẳng ngon. Quay nữa. Mới múc có 2 bát rồi đó bà. Ông lên đây rất là mệt luôn, và cái xe này nó cũ kỹ rồi, thế nên là đi rất là mệt. Đấy, bên cạnh đây sẽ là chùa nhá. Đây là đường đi lên đền Độc Cước, Độc Cước phía bên đây. Đấy, tí nữa không biết là mình có nên lên không. Tôi phải nghỉ chút đã. Tôi đang chết máy mọi người ạ. Cậu chỉnh lại đầu tóc tay đó. Trời ơi, đi lên đây là mệt lắm á. Mới có 8 giờ thôi mà nắng vỡ mặt luôn ấy. Bay luôn nào. Ui giời ơi. Bay sao? Bay chị? Bánh mật, bánh rán, bánh lá, bánh trưng, bánh ướt nào. Mọi người ơi, mình vừa đi từ đấy lên trên thì đi thẳng lên đây sẽ là núi nhá. Cái đường này sẽ là đi thẳng lên núi này, sẽ đi chùa Cô Tiên. Rất là đường rất là đẹp, mình hay đi bộ hướng này. Còn đây là đi thẳng ra đền Độc Cước này. Đấy, đi ra lối sau đền Độc Cước và đi thẳng xuống phía dưới núi ấy. Ở dưới đấy là biển luôn, rất là đẹp. Còn đi hướng này sẽ là đền đền Độc Cước nhá. Đó. Từ đền Độc Cước thì vẫn đi thẳng ra sau núi được. Nó có 3 con đường này cho mọi người đi nhá. Thích đi đường nào cũng được. Bây giờ mình sẽ đi lên đây xem. Để mình ngồi quán nước nào đấy, mình nghỉ một chút. Ok. Sợ. Hello. Như này bà. Biển hôm nay rất xanh.
Let's see. Đây mọi người có thể chọn thoải mái, chọn thoải mái chỗ ngồi. Mỗi tội là nó đang rất là nắng, không muốn mình thích leo này. Đây, ủa sao phía bên kia sao thế nhỉ? Đây, chờ xin tay cầm có gì ạ? Trời ơi, mình vừa bị đuổi rồi mọi người ạ. Cái này, cái ô chỗ này là nhà khác, chứ không phải là cái nhà cô kia. Chắc cùng một nhà hay khác nhà vậy? Mọi người ơi, nhìn thuyền nó đang đi đẹp chưa?
nhưng mà tôi đang đứng ở đây rất là nắng ấy. Nói chung là cái chỗ này là cái chỗ mà ngày nhỏ mình rất là hay ra đây để check in chụp ảnh mọi người ạ. Lúc nào đi bộ với con bạn thân, nhưng mà chụp ảnh là chủ yếu. Bây giờ mình sẽ dọn để đi lên đây. Bị đuổi rồi, đứng ở đây lâu ngại quá. Dạ. Mới có 8 giờ 44 thôi mọi người ạ. Mà nắng vỡ mặt luôn ấy. Uống hết chưa? Hết rồi. Tôi làm màu thế thôi chứ. Đi. Tôi sẽ tôi sẽ đi xuống đây vậy. Diễm nha, về mà đen như mực thì đừng có đổ lỗi cho ai nha. Tôi sẽ thấy máy quay ở đây. Đây. Ow. Ở đây có một cái cây rất là đẹp. Chết mất. Nóng quá. Trời ơi, tôi mặc cái bộ này không khác gì đi thiêu thân luôn đấy mọi người. Dường như nắng đã làm từng năm tháng dài, em cảm thấy nhói cô vùng đã đến chờ ngày mưa vẫn ra đi nắng lên. Ow. Trời ơi, nắng quá, tôi đi lên đây. Nắng, nắng không chịu được. Về cháy hết da đấy. Thank you.
Quay phim cô á, cô chuẩn bị được nổi tiếng rồi. Đây là không phải đăng TikTok, đăng cả YouTube nhá. 2 3 6 5 cô phải đăng bán rỉa lên TikTok, nhiều người thích. Người ta chỉ thích bán rỉa thôi. Cái này là quá rỉa rồi đấy. Không có quả mà hư cả. Đấy thấy chưa? Cả mình đấy nhả nó là người ta lặt. Cả hai nổi tiếng. Mình đi đăng đi đúng không? Mình đi đăng TikTok lên ngàn nào mua giá rỉa. Đây là người mua chuyên mua giá rỉa. Chuyên mua giá rỉa đây. Nào luôn. Chuyên mua giá rỉa. Không, giá rỉa lại còn phải nhập thêm nữa đây. Tất cả video các bạn đi đăng mà quên quên giống khác này mình bán nhỏ. Thế là đây làm bao nhiêu? 12.000 cân à hay mấy? Mười mấy? 12.000. Rỉa chứ? Bán 2 chồng mà giờ bán như vậy 12.000. Lún. Lún mà không được cái gì không được cái gì thì đừng chọn có nhún. Ốc hồng ngâm mà chọn có lún ăn ra. Thấy là hồng chín mà chọn có lún. Đây đâu. Đây. Giá rẻ nhất Sầm Sơn. Không, cô giới thiệu đi, cô hay đi đường mô để người ta biết cô để người ta mua cô. Đất, tại đất Sầm Sơn là chỉ có nhà tôi là. À đây biển số xe đúng không cô? Nhìn anh nhìn biển số xe nhưng mà mờ lắm. Hát chỉ qua đi chụp ảnh xong thì mẹ ăn nấu nào là cà này rau về nấu canh. Xong rồi đăng đi nổi tiếng hả? Rất nổi tiếng. Chị chỉ lớn chưa? Chả có quản quân nhà ai thôi để lấy con, chồng ấy nhỉ? Quân là chị lấy vợ chưa? Chưa. Quân đi nha, con đi ra, sinh năm 2000 là ai mấy? Thằng nhà chị cháu à? 97. Mấy? 97. Ôi, chứ đang hơn cô như chạy 3 tuổi. Nhưng mà ra mấy tía chứ. Chạy năm 2000. Tía. Suy nghĩ ít rất trẻ, suy nghĩ nhiều hơn giả. 2.000 hay 10.000? Cái đó 2, đúng rồi chồng. Cô tên gì cô? Con 3 năm rồi, 17.000 rồi. Cân 3 năm mới không chỉ. Cân 4 đây, cân đi cân 3. Ở đây. Mệt quý, người đi lắm. Lâu ngày, ngày sáng ngày. Giờ video không bán được mấy nghìn nghệ mất luôn. Mất luôn tiền. Quên không lấy tiền. Quên như một ngày lỗ vốn. Trời trời trời, tôi bán tầm trời, tôi bán đổ vốn thì hết hàng nữa chứ. Chứ mà bán được. Chứ ở gì chiều cô phải đi phải bán tiếp để mà hết chứ. Hết hàng rồi chiều bán còn không bán nữa. Thì bán còn đấy là đắt tiền thì bán hết đi về chứ. Được. Giờ trời nó có thôi. Thì bán hết giá bao nhiêu cũng bán đi. Thì đúng á, bán cho mẹ mày đó, cho mua 15, 16 bán mẹ mày 12 đấy. Thế mà vẫn không hết. Giá rẻ mẹ. Vậy mà vẫn không hết. Mình phải đăng TikTok là người mua giá rẻ nhất khu vực Sầm Sơn. Giá rẻ nhất Sầm Sơn là đây. Nhưng mà đăng lên không ai biết ai mà mua hết. Bây giờ đăng lên không biết địa chỉ nhà cô đi bán rong thì ai mà biết cô phải mua đúng không? Cứ nói là hàng bán rong thôi. Hàng bán rong. Cứ nói là hàng bán rong. Cô giới thiệu cô tên gì? Cô tên gì? Mình nói là hàng bán rong thôi. Hàng bán rong bây giờ 10 người bán rong không biết ai nha. Đây, bán nốt này này, ủng hộ đi. Mềm lắm, cô. Mềm lắm. Giòn quá xanh á. Nhưng mà bán giá rẻ đó cô. Ngọt, ăn thử rồi. Cái đăng linh này cho mẹ thôi chứ không bán hết là về ăn nốt không à? Không bán hết là ăn nốt. Thì bán hết không hết về ăn với cái đồ đi. Bây giờ cô ăn cơm à? Cứ đem nốt để đưa. Ăn thấy bắt. À, để đưa thôi chứ. À, mô. Dạ. Chúng đi bắt rau kia. Hello bà ơi. Bà ơi. Tê lê. Bà
định hình ấy, định hình ấy. Đúng chưa? Mới về á. Vâng. Bà dạo đi răng rồi. Nhìn cháu khác không? Khác không? Nhìn khác không? Nhìn đẹp không? Có đẹp gái không? Cháu có đẹp gái không? Ngồi đây chà. Ui rồi, Long đi nhặt đi trên núi à? Tôi đang đi chợ. Đây là con đường đi chợ à? Nắng vỡ mặt luôn. Con gái này chạy đâu ha? Con gái này quá đẹp. Cái chùa ở dưới nhà các cậu hai gì đây ở dưới nhà cháu mà lại cũng không biết. Cũng thằng Nguyên là chạy xe sang nhà bà Duyên lấy cơm đấy. Quên luôn. Càng ngày càng tí là càng luôn. Đi chụp ánh đi thử. Dáng đẹp nhỉ? Hơi béo một tí. Cơm còn béo nữa, ở dưới là đẹp rồi, trúng rồi. Năm nay học đại học năm mấy rồi? À, mua cái đây đi mẹ. Mua cái đây đi. Cái muối nè. Mua ít thôi. Thì ăn mắm với cơm. Mắm rồi với thêm mắm. Ít rồi mấy miếng nhỉ? Ít rồi. Ba miếng. 2.000 bạc thánh là 5.000. Đây là mắm gì nhỉ? Mắm. Mắm vẫn chưa đủ. Nhưng ý là mắm làm từ mắm gì ấy? Cá trọng. Không, cá trọng. Ăn ngon mà. Cái đau bụng. Không ngon đau bụng, mắm người ta muốn gấu rồi. Cái bàn chắc nước tao ra được chứ. Tôm mà mua này, mua được có mấy lát tôi không được tôi bán rồi này. Cái gì này, cái gì này, đây có mua không? Mua chả không mẹ? Hết mọt chị thấy chưa? Ờ, cho nó vào đó. Cho nó ăn cái đây à cô? Ôi! Nó ăn mọt mà. Ôi! Nó ăn bò, nó cơm mỡ, nó rút bò. Chèn hiệu ứng nổi anh Việt. Để làm gì? Không, anh là đi xíu lên cho nhà trường quay. Chứ là mọi người đều xem với anh. Với anh là? Ý là với anh vì lý do gì? Chuyện này bị vì lý do gì ấy? Thì ông mẹ đã quay vừa hơi đấy, người ta bị quay. Tao biết là mình biết tại sao lại cho cái video nói như vậy. Dạ. Ý là ví dụ tao đọc đi để biết lý do á? Hả? Ví dụ tao đọc đi để biết lý do tại sao á? Không ai. Tên chuyện là gì? Tên tạm biệt là Eri. Nghe tên buồn nhỉ? Mà Eri là thằng đó à? Không, Eri là một đứa con gái. Cái đứa con gái xuất hiện đúng cái lúc mà anh thì... Anh ấy tao thấy cá mi lật được rồi đấy. Nguyện hướng anh hướng em hướng em. Chỉ biết đành cơm nghĩ nuốt bao xót xa. Yêu này đã sẽ đôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sao cũng được, anh ý nào cũng được. Tác phẩm nghệ thuật của Thành thật là hấp dẫn. Đây, tác phẩm nghệ thuật của Thành nấu mắm cá gì nhỉ? Đúng là dính vào người cái là thơm cả tuần. Đó là Manchester United có chấm dứt được chuỗi ngày tăng tối hay không? Hoặc nếu không thì họ có thể tệ đến đâu nữa đây? Có quá nhiều vấn đề xung quanh những bóng này, đến mức không thể được kê hết nổi. Đi họ thường bảo vệ khách hàng, không bảo vệ người bán đâu. Yên tâm là lúc nào chỉ cần có video và thời gian thì bắt được. Bắt được. Chứ là cái máy này nó bạn đủ mở một tí nữa rồi một câu đâu mà không có cái lò sửa rửa mặt này nè, nó mặt cũng mấy giọt thôi nhưng mà đóng muối rồi không được sửa rửa mình phải mở lúc mà bóc đơn hàng đấy không cần. Cần trước tao không cần đâu. Chứ rửa mày hân chú lại là không phải gì. Cái phân là mình không phải gì. Thì bây giờ mình có bóc thì cũng có thể là giá. Nhưng mà hân vẫn là ý chí hơn là chú.
mình không mang nhiều quần áo về, thế nên là từ hôm qua đến giờ cứ lặp đi lặp lại mấy cái bộ này. Mặc dù hôm nay rất nóng nhưng tôi vẫn phải mặc quần dài. Đây, hôm xưa nay rất nóng nhưng tôi vẫn phải mặc quần dài. Trời ơi, nó vẫn chưa ra ấy. Cây đã bị nhổ. Nằm ở cây đã bị nhổ. Tổn thương. Đau lòng. Bố rất là đau lòng sắc son. Cái cây chăm bón bao lâu? Thì bố đi lấy trộm, bây giờ người khác lấy trộm lại của bố. Không tưới đâu, quài quạt cái này, bố tưới sai. Đây thì không thể chồng không à. Ôi, tôi thường nhắc đấy. Bố tưới là thằng. Ông chồng đấy là chồng đấy. Chanh nhỏ. Chanh thì hơn lớn rồi, áp trộm tiếp. Không phải là nâng tiếp. Trong cái băng gãy dưới thì không phải cái dưới nặng quá. Cái chồng lên đây ạ. Giờ phút này bố là chồng lên đây đây. Đây, đúng rồi. Cái qua luôn chưa? Qua nhà tao chưa? Ok. Không phải lai nữa. Nó cũng lai chuồn khác. Xe ôm, chở khách đi, đám cưới. Đã đi quá xe ôm. 50 nghìn ra xuống nữa. Xin thanh toán 50 nghìn. 50 nghìn. Quá nha, chính khoản. Được chưa là tổng thêm. Đó, 50 nghìn à, đi có hết 30 nghìn thôi, vô cho 20 nghìn nữa, bây giờ 50 nghìn. Thủ đấy, một đứa khác là tổng thêm này. Một bố đi vô là trả tiền xe này. Về thôi, trả tiền xe. Chứ nhỉ. Vừa được đi về vừa được thanh toán tiền. 500. Càng đi. Rất là lằng nhằng. Vừa lằng nhằng lắm, lằng nhằng lắm. Hắn này còn chạy lên đây lúc sau này đối là không xin bạn này không có xin là. Cái đoạn này là lắm tai nạn lắm. Đường rất là lòng rồi. Ngay chợ ấy, đường rất đông. Đây, đi từ hai người từ phía ngang, người từ phía dọc. Bye bye. Người ta đang làm, người ta đang làm gì đấy ở đây? Có thịt. Hello. Quá già để chơi cái trò này. Còn cái gì? Hả? Thôi cái đánh sao? Mày quá già. Thế hôm qua mày vừa bảo mày trẻ sao? Dài quá. Đi về. Máy luôn. Mà mặt là trẻ. Nhìn giống con mày phết. Nhìn giống nhau ấy. Giống gì? Đi nào, đi nào. Đi nào. Ôi rồi, khóc thương ấy. Khóc mày không quậy được. Hậu trường. Đâu rồi, cuối xe nào? Cuối xe nào đấy? Ở đâu đâu? Ý ta là bảo xe ô tô nào ấy. Thank you.
Cái đâu nhỉ? Hai trưởng gọi đi. Thôi mày ngồi trên. Em chồng bố ngồi đây luôn nha, em không cần ngồi đây mà bố không? Thôi mày ngồi trên đi. Thôi ngồi đây luôn đi, nó ngồi thoải mái mà. Thắt nước nhỉ, quên không hợp nước. Thắt phòng học này. Từ sáng giờ tao cũng chung gì. Tung ơi. Thắt được cảm mình đi quên đi bà. Má là ông chuẩn bị phải xa bạn rồi, tôi chuẩn bị xa rồi. Xinh thế nhỉ? Bây giờ sớm đấy. View đường này đẹp. Ông Dương Văn Dung và Lương Kim Hải, quê hương cùng Phú Khang, cùng một vị thành phố Sóc Sơn. Và chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón công các bà, quý vị khách quý, phái đoàn gia đình nhà gái hay bên gia đình quan khách. Chúng ta sẽ cùng trở vào bên trong hôn trường và cùng lựa chọn những vị trí như chỗ ngồi. Và chúng tôi xin mời quý vị ạ, chúng ta hãy vào bên phía trong này đi ạ. Có rất nhiều những chỗ ngồi. Và cũng xin mời quý vị, chúng ta hãy tiến vào bên phía trong những vị trí mà gia đình nhà trai chúng ta đã đón tiếp quý vị. Cô dâu Thùy Dung xin mời hai bạn hãy trở về vị trí trang trọng của mình trong ngày cưới. Xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón công các bà, quý vị khách quý đã và đang cùng có mặt trở về tham dự ngày vui phúc trong năm trong cuộc đời của chú rể. Sự bình sẽ như cùng với cô dâu Thùy Dung sáng chủ nhật hôm nay 24/9/2023, tức ngày 10/8 năm Quý Mão. Buổi lễ thành hôn được tổ chức long trọng tại gia đình nhà trai. Tinh thúy đất trời hòa chung với lòng người. Một ngày chủ nhật đẹp trời mà hôm nay quý vị đã dành những thời gian quý giá trở về đây để mừng hạnh phúc cho ngày vui của Dư Bình và Thúy Dung. Chúng mày ra câu cá đi. Nó cứ bị gặp vào ấy. Xuống dưới tắm đi coi. Thầy dây nó bơi đi. Ném mình xuống luôn. Xin sao mà sợ. Có bạn Trâm đâu nhỉ? Bạn Trâm đâu nhỉ? À, bà thích tôi tạo dáng kiểu gì để tôi xuống rồi. Mày nhảy đi, tao cho bạn lấy kiếm cái yếm cho tôi mặc tôi xuống mới đúng bài. Ê, đúng rồi, yếm hồng á. Mày thiết kế nó đi. Rồi thì thành xuống làm quả tiền cá mắc cạn. Riêu giống con hai cậu, giống con tiền cá. Tiền cá đồng chưa? Hai cậu giống con hai cậu. Chàng mấy đứa chàng? Cái tin là nhớ một đứa. Mấy đứa? Ừ. Các bạn không đứa trong bụng gì đâu, các bạn không thể thiếu đi. Với lại một đứa đầu nữa. Tao đánh. Không có ai giờ mày đánh hơi nhiều đấy. Giờ với đứa đầu à? Đứa nuôi chưa xong. Giờ với đứa đầu á? Nó yếu phết nha. Yếu đấy nhờ. Hình như chồng ít tuổi nó yếu. Yếu vì mình sinh đi, sinh viết Lan Hương. Lan Hương mấy đứa? Ba đứa. Ba đứa rồi. Phải. Còn Lan Hương mà tháng cưới nó phải đáy đàn. Lan Hương mà đi ăn bây giờ lấy chồng mấy năm rồi á? Mới 5 năm. Thằng thằng đùa tốt với người thành chứ không gì. Không, cái anh Hương mà thả là phải 5 đứa rồi. Nó biểu là đấy, bây giờ tao hát chơi ra. Tết B10. Quay sang đây nè. Ê bạn Hải ơi, chụp bạn. Bạn cùng bàn. Bạn 12 năm nhé. Bạn 12 năm nhé. Bạn 12 năm cùng bàn với nhau. Cái gì mà 12 năm mới biết Hải bạn 12 năm luôn. Tao học đến từ lớp 1. Thì đến giờ vẫn còn chơi với nhau thì là bạn với nhau. Còn 12 năm nhưng mà
12 năm mà. 12 năm nhưng mà sao chồng bà sao được gặp nhắn chào không? Nhắn tin Facebook chưa được 12 tin nhắn. Chưa được 2 cái tin nhắn. Để nói cho cái nào rồi. Nó biết được của bạn là gì. Rồi các tao bạn hành mình không bao giờ like đâu. Tao không bao giờ like. Thì vậy thì tao sao mà biết được? Mẹ nữa thì là răng là nó người không like mà nó không nhắn tin với tao. Từ bên kia nhá, cho người ta đều đi dân nghĩa nào. Thế thừa thiếu người á? Chanh lấy đồ đũa, có tin đâu có đũa mà ăn đâu. Ý là sao? Sao mình đúng người rồi, mình đúng người rồi. Sao là 18 mà. Yếu. 6, 3, 18 mà. Ở đây 17 người thôi. Thôi, mà sao đâu đấy. Con Trang 2 người là đúng 18 rồi. Đúng rồi, 3 người đó. À đúng rồi, là cô đúng rồi. Cảm ơn. Cô ăn được gấp rồi. À, là cũng mâm bên đây nha, đừng có gấp bên đó, chạy quá đấy. Thế tao không biết là ừ, đây mới 1, 2, 3, 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 4 người. Thế bên đây có 4 người à? Thế nó gửi thì nó cấp người đây là. Thì con càng lại hâm vãi nè. Người ta đang cần lắm dưới đây nè. Đang là người ta ngồi. Xếp phong bì nữa. Thôi là người. Này lớp mình hài vãi nè. Nè, nhỏ này bên bên trên ngồi. Láo nha. Tuổi đời thì từng vài khẩu đó mà thôi. Nhưng mà nó hơi bị không ngồi xịt đâu. Ngồi đây để buôn chuyện đấy, xong người ta à? Ngồi đây buôn chuyện. Anh em thấm cái món này không? Cái này cái gì vậy? Thấm xem cái món này sao. Mày ăn đi. Nộm tai heo à? Nộm da lợn hay sao ấy nhở? Không phải da lợn. Anh ăn là cái gì vậy? Nó ăn nó còn không biết là cái gì nữa. Ê nó làm sao ạ? Cái gì đấy? Để tao này, để tao. Để hải thấm rồi. Rồi, ý kiến nào? Ăn vào thấy có đu đủ. Con thử ăn đủ. Mày con này ăn cái nhổ ra luôn. Còn mày khen nó là nộm đu đủ. Để cái con này không ăn bánh sức cả tay trời ạ. Ngon à? Tao nghĩ là mày ăn đừng cái ăn, đấy. Đừng ăn, đấy. Đừng ăn. Ngon, xong bây giờ đừng ăn. Không, không ngon. Đừng ăn. Thôi ăn món này cái bé ăn đi. Ốc này ngon này, hôm qua ta ăn ốc này rồi ngon. Bạn đi thiếu ốc này, đừng ăn ốc này. Bạn đi thiếu ốc này. Đi ăn ra. Ờ, ăn ô bạn. Ừ, ngon. Ngon rồi, hôm nay đừng ăn nữa em. Đừng ăn rồi. Anh chạy cho máy đi. Thôi nhanh lên. Thôi cho bọn ăn tầm nào rồi. Đi đi. Đừng nào, mày đi đi đi. Đầu đi. Nghiệp nói. Nghiệp, lời. Nghiệp phải có tác dụng. Ô, đang quay là chị? Ừ, nghe. Sao vừa thôi? Kiếp đây không nhìn ngừa lên trời quá rồi, ngừa lên trời rồi, hơi cúi xuống. Thôi gặp cái máy xuống tí anh ạ. À. Đúng rồi, ngồi trên xe rồi đấy. Ba ngồi đi, ba ngồi đi đây. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi chung. Nhưng mà ngồi béo. Hơi to. Đấy. Chơi con đưa. Chơi con đưa. Ngồi đi. Gầy gầy. Góc này đâu? Đấy đâu? Hơi nghiêng này đúng không? Nhưng 12 độ đúng không? Được chưa? Ăn một giữa này à? Ừ. 2, 3. Anh vẫn nhớ mọi người im lặng nhé, mọi người đang tạo dáng. Buồn cười đấy hả? Lúc nào tạo dáng các bạn nói à. Kim chi. Được chưa? 2, 3. Ok, không, hắn đang sao ấy. À, chưa dùng. Đấy, sao anh giàn chụp cho mình em hiểu á? Mọi mọi người lên đây. Không, chắc chị sợ lắm chưa? Không, chắc chị sợ lắm chưa? Ngoài đây đẹp thì mới không ra mà chụp. Ê, góc ngoài này đẹp thế. Quỳnh ơi, ra đây chụp, ra đây chụp không? Cầm điện thoại ra. Đi cà phê nói chuyện thế rồi bảo lên tổ chức sinh nhật em. Bảo tổ chức hội sinh nhật em xong bây giờ lại ngồi. Hôm qua sinh nhật à? Đúng rồi. Em vẫn mở túi đựng quà ấy.
nhau tụ tập đánh bài bạc trời ạ. Em vẫn mở rồi. Em sẽ có tiền 5.000 đâu nè. Em bảo bồ đĩa nha. Tiền. Giờ bảo hiểu rồi. Qua rồi ngày đấy hết giá trị rồi. Tiền đâu mà bồ đĩa. Người có đúng đấy tiền. Đồ tiền lẻ đây bon bon lẻ đây. 5.000. Tiền thôi. Ê nói ra bố đi. Ơ sao ra bố sao chị đi. Ủa alo. Mấy chục 20 mà. Em đi rồi em đánh giá. Ở gì rồi em đánh giá. Cầm lấy em đừng đánh. Đừng đánh. Ai nhìn coi ở gì thì em đánh giá. Nhưng mà hắn ra đứa là có ông Cường nào ngoài đứa à? Tao thích chụp ảnh đứa là đứa chụp ông quê à? Mình người yêu mình cũng cái việc quan tâm đến người mình yêu mà lại bận đến như nữa. Thật. Xong rồi con đi về thì không có gì ăn cả. Thằng nó đi đá bóng, xong rồi đi ăn nhậu. Xong rồi con đi về đói, xong rồi bảo là anh em mua bún đi các thứ về hai đứa. Mình chưa nói gì cả nhưng mà em đang kể mình cũng nói là cái loại đi được thích này các thứ. Cái đấy mà nó còn đi để khoe thì thôi. Chết đi. Đoạn mua gần gần đây rồi. Đây còn đoạn mua gần đây. Tao từng đi đánh nhiều thì nhớ luôn. Lâu lắm rồi không không lại. Cái gì? Đi đâu? Con đi đánh bạn rồi đấy. Selfie à? Sao lại đánh bạn thế? Chị đang quay YouTube à? Ừ. Chị nói chưa? Ôi chị bí mật, chị bí mật. Chị ngại nói lắm. À, chắc chị tên là Make Up Black. Chết đã đúng, gần đúng. Chết đi được giống Khánh Vy. Thôi. Chị đang quay mà. Chị đang quay mà. Khánh Vy à? Không, Khánh Vy là người khác mà. Ơ, nó biết chị tên chị. Thôi, chị ngại lắm. Ngại cái chị. Em tặng đồ chơi cho chị này. Thôi, chị không lấy đâu. Nhưng mà nick chị là chị. Đúng rồi, nick chị là chị. Tên kênh. Nick của chị là Diễm. Diễm à? Diễm à? Diễm à? Đúng rồi. Về bấm đi là thấy nhá. Em không tin. Thật mà, mấy hôm nữa chị mới đăng. Chị bây giờ chị quay, hai hôm nữa chị mới đăng. Em tên là gì? Em tên là gì? La đúng không? Con đi tên Bông. Tên Bông à? Tên gì? Để mai lên xem. Còn anh này tên là gì? Sao sáng này? Tàu má sữa chân châu đen. Không ngon. Có một sen vàng kem mặt. À, cho xem trà mãng cầu ít ngọt thôi nhá. Hôm nay mình đi đâu cũng hết. Xem dừa nướng kem trứng. Nhiều lối ra này. Hết cả cái tòa mà. Đẹp phết nhỉ. Đây là Nga Đu. Nắng. Eo ơi. Này ngồi góc đây trước cho mát này. Cà phê sữa đá này. Ê góc này đẹp.
về đêm. Đây là Thanh Hóa về đêm. Trường thi á. Ờ đây là trường thi này. Đây là trường thi. Đây nem giò chả. Muốn nước lạnh đắng chả. Từ ngân nem đụi. Chảo gang. Đây hả? Hai trường à? Đang hai trường à? Hai lâu rồi. Bút xê luôn. À, có cả xúc xích luôn ạ. Ờ, xúc xích luôn. Bánh gì đó. Phần già nha. Ừ, ăn lễ cũng chẳng ăn được nhiều đâu mà. Thế thôi thì cái quẩy nó chỉ có thế này thôi à? Coca nữa hả? Khoai răng kén à, mình lấy dưa hấu ăn. Hả? Lấy cái gì nữa? Để rất bụng to đi. Mới ăn xong. Nhìn tao như khổng lồ đứng cạnh đi. Nhìn cũng được. Nhưng mà tao nhìn đi mà không cách người ta không quen nha. Ý là người đâu mới gặp như lần đầu thì thế này. Nhưng mà tao nhìn tao không quen được. Nhìn thế tao mới hợp thôi. Mà đợt đi bọn hắn tao nghĩ lại là mẹ. Thằng nào tán mình ít nhất cũng phải được cái độ chiều của bọn nó cũng phải được phải tầm 60-70% bằng mấy thằng bạn mình hôm nay là mình mới được. Nhưng mà nó như nào? Nghĩa là hắn chiều tôi nghĩ mình nhá, hắn ý là nó nếu như ai mà yêu nó thì nó cũng là một người yêu tốt đúng không? Nghĩa là mấy cái thằng con trai mà tán mình thì ít nhất bọn nó cũng phải chiều được. Chỗ nào? Chú đi thẳng đi ạ. Đi thẳng em để trái đi.